trò cực kỳ quan trọng đối với những người khiếm thính, đó chính là chiếc máy trợ thính Behringer HA50. Như các bạn có thể thấy thì chiếc máy trợ thính Behringer HA50 được thiết kế hết sức nhỏ gọn và vành đeo tai tiện lợi. Máy còn được đi kèm thêm 3 nút silicone mềm mại để bạn có thể sử dụng với nhiều đối tượng như người lớn, người già hay là trẻ em. Trên thân máy với các nút chức năng để bạn sử dụng, đó là nút on-off, nút điều chỉnh âm thanh với 4 mức độ, khoang chứa pin, và máy sử dụng pin chuyên dụng, đó là R754. Đặc biệt là trên thân máy có micro thu âm thanh, chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để xử lý luôn trong máy. Khi sử dụng thì bạn chỉ cần chọn nút tiết tai. Sau đó sử dụng. Chiếc máy trợ thính Behringer HA50 có tốc độ cách đại âm thanh là 40 dB, cao nhất có thể lên đến 128 dB với tần số là từ 100 đến 6000 Hz, giúp lọc tiếng ồn hiệu quả, mang đến âm thanh rõ ràng nhất. Và để sử dụng thì bạn chỉ cần lắp pin vào máy, sau đó bật công tắc và điều chỉnh âm thanh theo ý muốn rồi gài lên tai. Bảo quản máy trợ thính ở những nơi khô ráo thoáng mát, và nếu như máy trợ thính bị ướt, các bạn có thể để tháo pin ra và để máy tự khô, hoặc là sử dụng máy sấy để sấy nhẹ với khoảng cách từ 40 đến 60 cm, từ 5 đến 10 phút, hoặc là sử dụng máy hút ẩm để bảo quản máy trợ thính tốt hơn. Và để được mua một chiếc máy trợ thính Behringer HA50 như thế này thì các bạn hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội là 024-3785-5633, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh là 028-3830-8569, hoặc các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online nhé. Đừng quên like, share video này của Meta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.